Người thứ ba. Em là nạn nhân của một gia đình đã từng có người thứ ba xen vào. Sau đó khoảng tầm 3 năm đến 4 năm là em bị trầm cảm. Mẹ em không đánh, không đập, không gì hết. Nhưng mà mẹ em cứ ngồi trước mặt em và tự tử. Có nghĩa là mẹ em cầm thuốc, ngồi nhìn em. Rồi coi như thứ thì mẹ em lại đập đầu vào tường. Nói chung là mẹ em dùng mọi cách để mẹ em tự tử. Em nhớ lúc đó mẹ em phải vô tới 20 mấy chai nước biển là mới hồi sức lại được. Nghĩa là mẹ em bị sụp đổ. Khi mà đi xin việc thì mẹ em lại bị đụng xe. Và mẹ em bị rất là nặng ở chân. Con gọi cho ba xong thì ba cũng ghé. Là ba đã cầm nguyên cái sắp tiền đó và quăng thẳng vô mặt mẹ và nói là sau này đừng làm những cái hành động như vậy để níu kéo. Và em cũng chẳng tin vào tình cảm thật sự luôn. Nếu bây giờ cho em lựa chọn, em vẫn lựa chọn em làm mẹ đơn thân. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. Chúng ta không bao giờ lỡ hẹn với nhau đúng không mọi người? 20 giờ tối thứ ba hàng tuần để lắng nghe những câu chuyện đến từ những cái góc khuất trong một cuộc hôn nhân, trong một cái mối quan hệ tình cảm. Và góc khuất nào thì cũng tối, nhưng rõ ràng là cái sắc độ của bóng tối nó luôn khác nhau trong từng câu chuyện. Chúng ta gặp gỡ ở đây những khách mời với những câu chuyện khi họ kể về việc có thể họ bị một cái người thứ ba chen vào đời sống hôn nhân, cũng có thể họ lại trở thành người thứ ba trong một mối quan hệ khác, hoặc vì sóng gió cuộc đời kiểu gì đó không biết nữa mà mình lại đi tìm người thứ ba và mình làm cho hôn nhân của mình đối diện với rất là nhiều những cái cơn gió ngược. Cũng không biết rằng là tuần này thì chúng ta lại gặp gỡ với một câu chuyện theo cái mô típ nào trong ba mô típ trên. Nhưng mà dù là cái kiểu chuyện gì đi chăng nữa, dù là chất liệu nào đi chăng nữa, thì tan vỡ chưa bao giờ là một chuyện vui. Nói dài cách mấy đi chăng nữa thì cái điều quan trọng nhất vẫn không nằm ở chỗ này, mà nằm ở câu chuyện của khách mời. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời thôi mọi người nha. Chào bạn. Chào chị Tonya. Tại em đang làm việc và sinh sống ở quận Phú Nhuận. Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Trong số những cái câu chuyện mà chị vừa mới liệt kê thì đến với chương trình bằng cái câu chuyện của mình thì nó rơi vào cái trường hợp nào trong số những trường hợp đó? Thực tế thì câu chuyện của em không rơi vào trường hợp nào hết. Mà em là nạn nhân của một gia đình đã từng có người thứ ba xen vào. Wow, trời ơi, tự nhiên mình nổi da gà nè mọi người. Rất là nhiều lần khi mà chúng ta ngồi đây nghe câu chuyện của những đương sự về việc là họ bị phản bội, họ bị thử thách lòng chung thủy, họ không quyết định được, chúng ta nghe hai chữ rất ổn định trong rất nhiều số, đó là chữ vì con. Và hôm nay cái nhân vật mà chúng ta gặp là cái nhân vật đã được nhắc đến rất nhiều như thế. Tức là em không tham chiến vào câu chuyện của người lớn. Dạ đúng rồi. Nhưng em sẽ cho người khác hiểu rằng việc mà chúng ta trưởng thành trong một gia đình mà mối quan hệ giữa cha mẹ nó đứt gãy thì những đứa con sẽ cảm thấy như thế nào. Vậy thì trước tiên chị muốn hỏi là điều gì đã thôi thúc em quyết định là mình phải ngồi ở đây với chương trình? Tại vì em rất thích chị. Em thích chị. Ôi trời ơi mọi người ơi. Cảm ơn em. Cái thứ hai nữa là em muốn mang cái thông điệp tích cực đến cho mọi người. Giống như khi mà mình sinh ra ở một gia đình không trọn vẹn, nhưng mà cách sống là do mình tự chọn. Thì em chỉ muốn nói về những cái em đã trải qua để làm động lực cho những bạn trẻ sau này thấy thật ra nó không đến nỗi tối đến như họ nghĩ. Rồi bây giờ bắt đầu câu chuyện sao mọi người? Tại vì nếu như là cái câu chuyện cũ của em thì nó sẽ là mọi người đã lập gia đình như thế nào, mọi người đã có tin tưởng vào cuộc hôn nhân đó hay không, rồi những cái cơn gió ngược nó đã ào đến cái cuộc hôn nhân đó ra làm sao. Rồi bây giờ em ở một cái nhân vật mà em không rơi vào cái vị thế đó thì bây giờ những cái câu hỏi đó đối với em là nó vô nghĩa. Bây giờ chị sẽ hỏi theo cái tiến trình thời gian mà em được trưởng thành trong gia đình đi ha. Rồi thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên đó là em nhận ra cái đứt gãy giữa cha và mẹ mình vào cái khoảng năm mà em bao nhiêu tuổi, hoặc là em nhận ra trong một cái bối cảnh như thế nào? Vậy em sẽ nói về quá trình ba mẹ em quen nhau. Thì thật ra hai người quen nhau rất là dài, có thể là khoảng 7 năm đến 8 năm nào đó. Theo những gì em biết thì nó sẽ mang yếu tố khách quan là vừa bên nội kể và vừa bên ngoại kể. Thì khi bên nhau thì mẹ em, nếu theo em nhận xét thì mẹ em là người khá là hiền. Hiền theo kiểu bị khờ, là dễ bị những người xung quanh tác động. Còn ba em thì khá là lanh. Lanh trong việc lặn lội bên ngoài thương trường là ba em rất là lanh. Thì khi mà nó không cùng một cái tần số á, thì khi chia sẻ với nhau nó lại không có tiếng nói chung. Thì đâm ra ba em ra ngoài thì thấy những người khác người ta lại
giỏi hơn vợ mình, lại hiểu mình hơn vợ mình, trong khi vợ mình suốt ngày chỉ ở nhà nội trợ, con cái suốt ngày khóc lóc, thì đâm ra người ta cũng cảm thấy chán. Thì cái này nó cũng là hai mặt. Thì đến năm mà em 6 tuổi là bắt đầu mọi chuyện nó xảy ra. Là mẹ em đã chịu đựng một khoảng thời gian rất là dài. Là cái ngày ba mẹ em thăm hỏi thì cũng có một người thứ ba đến kiếm. Nhưng mà họ lại không kiếm ra được nhà. Là do ba em làm chung với cái anh ở trong xóm của mẹ em. Và người ta tới cái nhà anh đó, người ta hỏi là nghe nói là hôm nay anh đó cưới hay sao đó, thì chú đó lại giấu luôn, không cho người đó biết. Là từ khi đám hỏi là đã xuất hiện người thứ ba rồi. Là mẹ em phải chịu đựng trong một khoảng thời gian rất là dài như vậy. Em là con thứ mấy trong gia đình? Em là đứa đầu tiên. Em là đứa đầu tiên và năm đó là mình 6 tuổi. Thì là câu chuyện bắt đầu bùng nổ. Dạ đúng. Thế thì trong ký ức của một cái đứa trẻ 6 tuổi mà em còn lưu giữ được á, thì cái câu chuyện nó đã diễn ra như thế nào? Cái ngày hôm đó mẹ em là dẫn em đi bắt ghen luôn. Thì không ai để chăm hai đứa hết. Lúc đó em 6 tuổi và em trai em chỉ khoảng tầm 2 tuổi thôi. Và mẹ lôi cả hai đứa đi? Dạ đúng rồi, tại vì mẹ em không muốn nhà ngoại em biết. Lúc đó em có biết là mình sẽ đi đâu không? Không biết đâu, tại vì lúc đó mẹ em chỉ chở em đi xe đạp và nói là đi kiếm ba thôi. Tại ba em đi lúc đó khoảng thời gian không về. Thì ba em mướn nhà ở chung với người đó, cách nhà em chỉ một con đường thôi. Nó... À khoan em, con đường nhưng mà đường nó dài cỡ nào? Nó nhiều khi một con đường mà nó dài, mà ví dụ cỡ đường Phạm Thế Hiển quận 8 là thấy nó cũng dữ lắm rồi. Đường nó dài không? Nó giống như là đường Hai Bà Trưng và đường Phan Xích Long vậy thôi. Là hai bên con đường, nó hai cái ngã tư thôi. Cho nên mẹ đi bằng xe đạp. Dạ. Mẹ đèo hai đứa đi. Dạ. Và trong một cái trí nhớ non nớt, và cả trong cái nhận thức non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi là đi kiếm ba. Dạ đúng rồi. Thế thì khi mà mọi người giáp mặt nhau thì em còn nhớ được hình ảnh như thế nào? Hầu như là em sẽ nhớ hết. Nó rất là đậm, nếu mà kiểu là nó nằm trong cái suy nghĩ của mình, trong tâm của mình không quên được. Thì em nhớ cái lúc đó là mẹ em nhìn vô thì thấy là cái người phụ nữ đó đang ngồi lên đùi ba em. Và cái cửa sắt á, nó hé ra một khoảng thôi. Thì khi mà mẹ em đẩy cửa ra thì mẹ em nhìn vô. Nhìn vô thì đến lúc mà mẹ em bị ba em đánh ngược lại, là bị mẹ em làm cho ba em bị mất mặt. Và khi đó có một người đi theo nữa, thì chị đó trong xóm mới hỏi mẹ em là bây giờ mẹ em muốn quyết định như thế nào. Bây giờ muốn tiếp tục hay muốn kết thúc? Nếu muốn kết thúc ở đây, chị đó chạy về kêu ba mẹ qua. Kêu ba mẹ của mẹ em qua, đồng bà ngoại em qua để giải quyết cho xong. Còn nếu mẹ muốn tiếp tục thì bây giờ đi về và mọi chuyện im xuôi. Thì đỉnh điểm là ba em đánh mẹ em lại đó luôn. Nói thì mẹ em nói không, bây giờ mẹ em quá mệt mỏi rồi, đợi đã quá nhiều lần như vậy rồi. Và mẹ em muốn kết thúc, thì khi kết thúc thì ông bà ngoại em qua và kêu công an vào cuộc. Thì mọi chuyện nó xảy ra ly dị rất là nhanh. Và hầu như không có tài sản chung. Em là con gái và mẹ em muốn giữ em lại. Còn em trai em thì ba em muốn bắt đi và đi theo ở với ba dì sau đó. Và đó là tất cả những gì mà mình đã đón nhận về sự đổ vỡ của ba mẹ. Dạ. Chị muốn hỏi về cái thái độ của mẹ. Thực ra chúng ta, chị không muốn là chúng ta có một cái sự hờn trách nào. Mặc dù có thể là khi bị phản bội và bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, người phụ nữ họ sẽ hằn học. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi, người ta bị vụn vỡ niềm tin, người ta bị tấn công, người ta có nhiều cái để người ta có thể gấu ó với con mình, rồi dằn hắt với con mình, hoặc là sống những cái chuỗi ngày nó không có tích cực. Thế thì cái điều đó nó có xuất hiện ở trong cuộc sống của hai mẹ con sau hôn nhân không? Sau đó khoảng tầm 3 năm đến 4 năm là em bị trầm cảm. Mẹ em không đánh, không đập, không gì hết. Nhưng mà mẹ em cứ ngồi trước mặt em và tự tử. Có nghĩa là mẹ em cầm thuốc, ngồi nhìn em. Rồi coi nhiều khi thì mẹ em lại đập đầu vào tường. Nói chung là mẹ em dùng mọi cách để mẹ em tự tử. Em nhớ lúc đó mẹ em phải vô tới 20 mấy chai nước biển là mới hồi sức lại được. Nghĩa là mẹ em bị sụp đổ. Khi mà đi xin việc thì mẹ em lại bị đụng xe. Và mẹ em bị rất là nặng ở chân. Con gọi cho ba xong thì ba cũng ghé. Là ba đã cầm nguyên cái sắp tiền đó và quăng thẳng vô mặt mẹ và nói là sau này đừng làm những cái hành động như vậy để níu kéo. Mẹ em sau đó một chuỗi ngày rất là kinh khủng với em. Tại vì sau đó khoảng tầm 3 năm đến 4 năm là em bị trầm cảm. Em bị trầm cảm theo kiểu là trẻ mà không có nhu cầu ra đường á, và không cho tiếp xúc với ai. Như một dạng tự kỷ. Dạ đúng rồi. Mẹ em không đánh, không đập, không gì hết. Nhưng mà mẹ em cứ ngồi trước mặt em và tự tử. Có nghĩa là mẹ em cầm thuốc, ngồi nhìn em. Giống như kiểu nhìn bây giờ nếu mà mình uống thì con mình sẽ như thế nào. Và mẹ em lại buông. Buông xong ngày mai mẹ em lại tiếp tục, rồi coi nhiều khi thì mẹ em lại đập đầu vào tường. Nói chung là mẹ em dùng mọi cách để mẹ em tự tử.
Nhưng mà khi mà mẹ em tự tử được, gần đạt được cái đó thì mẹ em lại nhìn em. Rồi lúc em chỉ mới 6 tuổi thôi, mình chỉ nhìn là ừ mẹ uống thuốc. Thì sau này mới lên kể cho ngoại nghe. Thì lúc đó nhà ngoại mới bắt mấy anh chị ở dưới quê á lên ở chung với mẹ. Em nhớ lúc đó mẹ em phải vô tới 20 mấy chai nước biển là mới hồi sức lại được. Nghĩa là mẹ em bị sụp đổ tất cả. Thế lúc đó cái công việc của mẹ em là gì để duy trì cuộc sống của hai mẹ con? Hầu như là không có làm gì hết, mà mẹ em chỉ suốt ngày nhốt mình trong nhà vậy thôi. Còn cuộc sống của em thì hầu như là ngoại em lo. Tại vì gia đình ngoại em thật sự ra thì nói chính xác ra thì vẫn có điều kiện chứ không. Năm đó là mẹ bao nhiêu tuổi? Khoảng 31 tuổi. Rồi sau đó thì sao? Thì khi mà em bắt đầu bị trầm cảm thì lúc đó mẹ của em đã có thể hồi phục chưa? Lúc đó thì mẹ em đã bắt đầu đi làm. Khi mà đi xin việc thì mẹ em lại bị đụng xe. Và mẹ em bị rất là nặng ở chân. Thì ở sớm người ta mới nói với em là thôi bây giờ con cứ gọi điện cho ba con đi. Con gọi cho ba xong thì ba cũng ghé. Cái thời điểm mà con tờ 500 ngàn á, nó không có được như bây giờ mà nó chỉ có tờ 50, nó không có mệnh giá 500 á. Là ba đã cầm nguyên cái sắp tiền đó và quăng thẳng vô mặt mẹ và nói là sau này đừng làm những cái hành động như vậy để níu kéo. Nghĩa là ba nghĩ là mẹ cố tình té xe để níu kéo ba về. Là cái lúc đó là mình cũng chỉ 6-7 tuổi đó. Cũng vừa cũng khoảng 7 tuổi. Xong rồi thời gian mẹ dành cho thằng nhóc đó rất là nhiều. Nghĩa là mẹ núp ở những cái trụ cột gì đó để nhìn thằng nhóc đó sống chung với ba. Cho nên là mẹ không được tiếp xúc. Tại vì nếu mà mẹ xuất hiện á thì ba sẽ đánh mẹ. Có nghĩa là mất luôn quyền nuôi con chứ không chỉ đơn thuần là con mình ở chung với chồng cũ. Đúng rồi, mất luôn. Là không có được gặp gỡ, không có được chăm nom, không có gì hết. Đúng. Mà lúc đó nhóc còn bú sữa mà chưa có gọi là lớn. Cho nên là nó cũng không biết gì hết. Mẹ em cứ đi làm. Và thời gian mà mẹ em rảnh là mẹ em cứ đi tìm thằng nhóc đó. Nhiều khi mẹ em đi lang thang tới 1-2 sáng mẹ mới về. Cái lúc đó ba em đã tái hôn với người khác chưa? Là ba em đến với cái người đó luôn. Đến đỉnh điểm đó là năm mà nhóc đó khoảng 5 tuổi. Nó về nó không cho mình tắm nó. Thì mẹ mới hỏi là tại sao con không cho mẹ tắm. Thì nó cũng không dám nói. Thì khi mẹ bắt đầu mẹ mới đè nó ra, mẹ lột hết đồ ra. Thì những cái phần mà nó mặc đồ á là bầm hết. Tức là nó bị bạo hành. Nó bị bạo hành bởi ba em hay bởi mẹ sau? Bởi người sau. Ông bà nội mới phát hiện ra và bà nội đem về nuôi luôn, không cho ba nuôi nữa. Tính ra cái người mà chịu đựng nhiều nhất là em chứ phải là em. Sau đó thì đến khi em 9 tuổi thì bắt đầu em có dấu hiệu của trầm cảm. Thì cậu em là người phát hiện ra, nhưng lúc đó em cũng không biết. Đấy là em chơi nhưng em có thể tự đánh vô mình, tự cấu vô người mình. Thì cậu em phát hiện ra và cậu em thuê bác sĩ tâm lý về nhà điều trị. Rồi hầu như những cái khoản sinh hoạt phí của em hay là những cái khoản thậm chí tới sau này em học cao đẳng luôn cũng là ngoại lo. Chứ hầu như mẹ em sẽ không lo gì hết. Tại vì ngoại cũng không muốn mẹ em bị áp lực. Ai cũng biết là mẹ em cũng có vấn đề, cho nên là cũng không muốn gây áp lực cho mẹ. Thì tâm trí của mẹ mà chỉ là về thằng em thôi. Thì đến năm em học khoảng lớp 7, lớp 8 á, thì ba em và người đó ly dị. Thì ba em lại muốn quay về với mẹ. Nhưng mà cái mẹ em khóc á là mẹ em vẫn tha thứ. Mẹ em vẫn buông nha. Nhưng em thì không chịu. Lúc đó em không chịu và em nói, em có nói với ba một câu là nếu mà ba thay đổi được thì con vẫn muốn có một gia đình. Nhưng mà chắc ba không thay đổi được, cho nên con không muốn gia đình này. Thà là con chấp nhận như vậy, nhưng mà con chỉ xin ba một điều là ba cho em phải ở với con. Vì sao mẹ em chấp nhận ba? Thì thực ra cái người trả lời chính xác chỉ có mẹ thôi. Nhưng mà còn về phía em thôi, đây là cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta, thì chị muốn hỏi là vì sao em nghĩ rằng là ba mình chưa thay đổi? Tại vì trước đó ba em với người sau quen nhau. Nhưng mà chính em lại chứng kiến khi mà người sau đó sinh con và ở trong phòng sinh một mình, thì ba em lại đi với một người phụ nữ khác vào phòng sinh. Và cái người phụ nữ nó ngồi ở ngoài đợi ba em vô thăm em bé, và ba em đi ra và đi với người đó. Thì một người như vậy sẽ không bao giờ thay đổi được. Và em nhìn vào cái cách đó thì em không tin rằng là ba thực sự muốn quay đầu. Ba thực sự nhận ra cái giá trị của gia đình này ở đâu. Chỉ có thể là vì người ta đang cần một nơi nương trú, người ta cũng không biết phải làm gì vào lúc đó. Dạ. Em không chấp nhận một người ba như vậy. Dạ đúng. Hay là vì cái dấu ấn tuổi thơ nó quá đậm đà, bởi vì tính ra lúc đó mình mới lớp 7 à. Thì cũng mới đó thôi. Cái nào nhiều hơn? Thật ra ba em không xấu với em. Nghĩa là ba em vẫn quan tâm em, vẫn chở em đi chơi. Chỉ là ba em không có trách nhiệm và mỗi tháng phải chu cấp thôi. Nhưng mà nếu mà em cần cái gì đó thì ba em vẫn cho. Tức là ba em đối với mẹ em có thể là tệ, nhưng đối với em thì hầu như là không tệ. Nhưng mà cái mà em không chấp nhận được là khi ba em làm rất nhiều tiền thì ba em lại không hề nhớ đến mẹ. Nhưng mà đến khi mà ba em bắt đầu suy sụp, ba em không còn về tài chính nữa, và ba em với người đó ly dị với nhau vì tài chính, thì ba em lại quay về với mẹ. Là lúc đó em chỉ nhìn thấy là tại vì ba muốn mẹ nuôi ba nên ba về, cho nên em không chấp nhận. Vậy là cái sự không chấp nhận của mình lúc đó là thực ra là vì mình hay là vì mẹ?
Em nghĩ là vì cả hai. Khi mà mình chứng kiến được là mẹ đã dần ổn, dần quen với cuộc sống hiện tại rồi, em cũng lớn rồi, thì khi ba em quay về mà thêm một cú sốc nữa, em nghĩ lúc đó em nghĩ là mẹ em không chịu nổi. Nên là lúc đó em cũng tâm sự với ngoại, thì ngoại mới nói là ngoại tôn trọng quyết định, nhưng mà nếu là ngoại thì ngoại cũng không đồng ý để ba về với mẹ. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không nói rằng đây là tâm tư của tất cả những đứa con, nhưng mình tin rằng là cái điều cốt lõi nó nằm ở chỗ này. Nó nằm ở chỗ là cái điều quan trọng nhất mà các con muốn nhìn thấy trong cuộc sống của ba mẹ, mà cái con muốn nhìn thấy là ba đang có yêu thương mẹ không. Đúng. Mẹ có yêu thương ba không? Hai người họ có cùng tần số để nói chuyện với nhau không? Để mình được hưởng thụ cái năng lượng tích cực đó từ mối quan hệ vợ chồng đó, khi mình có liên quan vì mình là con của họ. Mọi người đâu có cần một cái con người điểm danh về mặt số lượng để rồi sống trong sợ hãi, sống trong phập phồng, sống trong lo âu. Dạ. Đúng không? Nhưng mà mẹ em vẫn quyết định quay lại. Vẫn quyết định. Rồi sau đó thì sao? Em phải đi giống như em đi bắt ghen á chị. Là giống như ba mẹ em hẹn hò là em phải... Là em là cái đứa đi bắt ghen ngược lại cái cặp đôi đó. Rồi bao nhiêu những tháng ngày đó đã diễn ra như thế nào? Em đi rình. Xong em về em mét ngoại. Ngoại ra ngoại bắt về. Những gì thời điểm đó em nhận thức là đúng. Tại vì ba em quay lại để mượn tiền mẹ. Rồi sau đó thì sao? Sau những lần bắt gian đó rồi sao? Thì phát hiện ra là ba em mượn mẹ một số tiền khá là lớn, và mẹ em phải đi mượn nợ cho ba em mượn. Thì ngoại phát hiện ra, và sau đó mọi người cũng tư tưởng. Thì khi mà ba em đã đạt được cái ý muốn rồi thì ba em không còn tiếp xúc mẹ em nhiều nữa. Và ba em bắt đầu có mối quan hệ khác. Lúc đó mẹ em sao? Suy sụp lần hai đó. Thế thì lần hai này suy sụp thì cái sự chống đỡ mà mình dành cho mẹ đó là nó có đủ không? Tại đoạn này mình cũng hơi lớn lớn rồi nè. Không, lúc đó em lại hận mẹ em hơn. Em ghét cái sự nhu nhược của mẹ. Ở đó chỉ mới là tập 2 thôi. Đến thời điểm mà thằng em quay về. Quay về thì mẹ em trong tâm thế là bù đắp cho con. Và mẹ em lo cho nó rất là nhiều. Và mẹ em chiều nó theo kiểu là chiều bất chấp. Bất chấp luôn. Và nó không đi học, chơi với bạn xấu, và bắt đầu nó vào con đường nghiện ngập. Thì khi mà nó bị như vậy á, em là người biết đầu tiên, nhưng em lại giấu. Em không muốn cho mẹ biết. Tại những cái này mà mẹ em ngồi ngoài đường 2-3 giờ sáng để chờ nó về, mà đi ngang ai cũng rủa hết. Người ta nói là cứ ngồi như vậy là một ngày nào đó bà sẽ bệnh. Đó có lo cho bà đâu, nhưng mà ngày nào mẹ cũng phải chờ nó vậy để nó về, về mẹ mới ngủ. Mà chị biết rồi, cứ đêm nào cũng 2-3 giờ ngồi ngoài đường, rồi phải chăm lo ông bà ngoại bị bệnh. Lúc đó là hai ông bà đều bệnh hết, rồi phải chăm lo, mà phải lo cho nó, rồi phải đi kiếm nó nữa. Em thì lúc đó là em không muốn về nhà, nghĩa là về nhà là em chỉ để ngủ thôi. Còn đi học xong đi chơi, và em vùi đầu vô chơi game, chứ em không muốn về nhà. Năm đó chắc khoảng em lớp 11. Và thực ra em có nghĩ là lúc đó mình cũng là ở một dạng khác của stress không? Chứ cô không có nghĩ là mình đã thực sự khỏe mạnh về mặt tinh thần. Em cũng không nghĩ, tại vì em thấy cuộc sống bên ngoài của em nó thoải mái hơn cuộc sống về nhà. Em đang né tránh gia đình mà, rồi sao? Thì đến năm 2014, lúc đó là em bắt đầu đi làm rồi. Đi làm được năm đầu tiên. Thì lúc đó em mới phát hiện nó bị nghiện. Và em 2-3 giờ sáng em phải chạy đi lên trên phường để em bảo lãnh nó về. Và phải giấu mẹ hoàn toàn, không thể cho mẹ biết được. Vì đối với mẹ nó là một cái gì đó, là một cái bảo vật. Thì lúc đó em đi làm, bắt đầu em đã nhận thức được lại. Và em cảm thấy là mình làm như vậy là sai với mẹ. Tại lúc đó em cũng bật lửa ra, em vẫn mất dạy với mẹ, là hỗn với mẹ rất là nhiều, kiểu như là như vậy. Tại mình nói mà mẹ không nghe, mình tức. Đúng rồi, kiểu là nó không nghe tức, tức rồi thôi bỏ phế luôn. Sau này thì khi đến đỉnh điểm là nó bị lần mấy lần như vậy, và công an phải báo về nhà. Thì khi báo về nhà thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, và cả gia đình ai cũng phải biết hết. Thì lúc đó ai cũng sẽ chối bỏ, tại vì gia đình em không chấp nhận có một đứa như vậy. Em với nó phải tự đi ra ngoài thuê nhà và phải cai nghiện cho nó, không cho nó tiếp xúc với bất kỳ ai hết. Tại vì thời điểm đó nó chỉ sợ một mình em, không sợ ba và không sợ mẹ. Mọi người bên ngoài em mới thấy như vậy, và mới cho mẹ em một nơi ở khác để đừng có cho nó tiếp xúc với bất kỳ ai hết. Thì lúc đó em mới suy nghĩ đơn giản là vậy nè, mẹ không thể ở gần nó được, thì chỉ có em. Mà em còn phải lo kinh tế nữa. Không thể nào suốt ngày ở nhà với nó và mình phải giữ nó khương khương trong nhà được. Tại vì chỉ có ba thì về ở với nó được, trong khi nhà đó không có mẹ ở. Thì ba về ba sẽ cơm nước, sẽ lo lắng cho nó, là như thế thì mình sẽ yên tâm hơn để mình đi làm. Nhưng mà lại sai lầm đó là của em. Tại vì khi ba em về, ba em lấy cái đó ra để uy hiếp mẹ, là bây giờ ba không ở với nó nữa, ba sẽ bỏ đi, thì buộc mẹ phải đưa tiền cho ba. Có nghĩa là cùng một lúc mẹ phải lo cho một đứa bị nghiện chưa có hết,
đồng thời lo cho một người giữ cái người nghiện đó và coi người nghiện là một loại vũ khí tấn công mình. Cuộc sống của mẹ em lúc đó em quan sát từ bên ngoài em thấy nó như thế nào? Em không biết mẹ em trầm cảm không chứ em nhìn là em muốn xì chết theo. Tại vì cơm áo gạo tiền rồi còn phải những cái khoản nợ nó để lại cho mẹ em nữa, chứ không phải là chỉ đơn giản là lo cho nó hết đâu. Nó lừa cho mẹ em biết bao nhiêu vụ, rồi ba em nữa, mà mẹ em lại phải giấu em. Tại vì tính của em rất là nóng, cái thời điểm tính em nóng để nói chuyện được như vậy rất là khó. Em chỉ có nhìn việc để em giải quyết và em không có nghe mẹ em nói được. Tại vì đối với em là những cái gì mẹ em nói là sai hết. Sau này khoảng 3 năm, 4 năm sau á, là em mới bắt đầu hết, em mới bắt đầu em cho nó tái hòa nhập vô cộng đồng. Trong khoảng thời gian đó em vẫn quen một người. Năm 2014 là em đã quen một bạn đó học chung với em, tụi em học chung với nhau. Và em có dự định là khi nào tụi em ra trường là khoảng 15, 16 là tụi em sẽ cưới. Nhưng mà thời điểm đó em không thể nói với bạn em là em bị như vậy, ba em như vậy, mẹ em như vậy. Tại vì nó là gốc khuất của mình không thể để gánh nặng nó cho người ta. Thì em mới nói với bạn là em không muốn cưới luôn. Và em cũng chẳng tin vào tình cảm, thật sự luôn. Nếu bây giờ cho em lựa chọn, em vẫn lựa chọn em làm mẹ đơn thân, chứ em không muốn lập gia đình. Tại bản thân em không tin. Cái ý nghĩ trong đầu em khi em lựa chọn cái việc là có thể mình sẽ làm mẹ đơn thân mà mình không có muốn lấy chồng, mình không có muốn lập gia đình, nó bắt đầu từ năm em bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Còn trước đó, trước 25 tuổi thì mình nhìn về cái câu chuyện mình quen một đứa bạn trai, cái niềm tin mà mình dành cho đàn ông con trai. Như là bạn mình chưa thấy được bạn đó bắt gặp bạn đó quen một ai khác ngoài mình, hoặc là bạn đó vũ phu, hoặc sau đó tính bạn đó rất là trầm tính, thậm chí là lạnh tính. Thật ra em vẫn nói với bạn là nếu em bỏ qua bạn thì em sẽ không kiếm được ai sẽ tốt hơn với em như vậy. Nhưng mà em vẫn chấp nhận, tại vì thời điểm đó nếu em cưới bạn thì em sẽ bỏ em. Vậy trước bạn đó thì mình có những cái mối quan hệ tình cảm khác không? Cũng có, nhưng mà nói là để sâu đậm thì không. Tại vì chỉ còn người ta tiến xa hơn về mặt tình cảm. Tại vì có những câu bạn nói, có những cách hành động của bạn nó rất giống ba em luôn. Cái năm ra mình bị bài xích, không có niềm tin là nhiều. Thì dần thì bây giờ em căn bản cuộc sống gia đình em bây giờ là ổn. Sau cái lần thứ ba đó thì mẹ em cũng tỉnh. Mẹ em cũng không còn suy nghĩ về ba em nhiều nữa. Và cũng cảm thấy khi mà ba em lấy con ra để làm một cái gì đó thì mẹ em đã không còn rồi. Nhưng mà sau đó, trong thời điểm đó thì em phát hiện ra là em không phải là nó theo bản chất như vậy, nhưng nó cũng bị trầm cảm giống em luôn. Nó bị trầm cảm từ nhỏ giống em luôn, nhưng do em được điều trị sớm nên cuộc sống sinh hoạt của em nó sẽ thoải mái hơn. Còn em thì tới thời điểm đó mới bắt đầu điều trị tới tận bây giờ. Nếu như có một cái sự thay đổi nào đó trong lịch sử thì em nghĩ rằng là phải chi cái điều đó nó đừng xảy ra, thì em nghĩ nó sẽ là cái sự kiện nào? Em nghĩ là từ lúc ba mẹ em đám hỏi. Em chặn luôn cái cuộc hôn nhân nó ngay từ đầu vậy hả? Dạ đúng rồi. Vì sao? Thật sự hai người không hợp nhau. Tại vì ba em rất là lanh, giống như từ đầu em chia sẻ là ba em rất là lanh. Còn mẹ em thì quá là hiền. Cho nên khi mà tiếp xúc, thật ra không có người thứ ba đó thì cũng sẽ có người thứ ba khác. Và nó không phải thời điểm đó thì cũng là thời điểm sau này. Chị cũng không dám chắc rằng là những cái chia sẻ của em ngày hôm nay nó là tiếng nói khách quan. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được nghe câu chuyện từ một góc nhìn khác thì chúng ta cũng sẽ thấy cái câu chuyện đó cũng cực kỳ khác, đúng không mọi người? Vậy thì cái điều mà em đến với chương trình giống như ngay từ đầu em nói á, là em rất là muốn được vực dậy tinh thần của những bạn khác, những bạn mà đồng cảnh ngộ với mình. Thì những cái gạch đầu dòng rất là quan trọng mà em nghĩ rằng là các bạn đừng có quên. Các bạn hãy thực hành những cái điều này đi, vì mình đã từng làm như vậy đó. Thì đó là những cái gì? Thật ra em thấy cái quan trọng nhất là mình nên tự tin với bản thân. Một phần em không tự tin với bản thân của mình, cho nên em để rất là nhiều cơ hội như vậy trong chuyện tình cảm cũng vậy. Nếu em tự tin vào bạn đó, hai người cùng cố gắng và em thẳng thắn nói chuyện với bạn từ đầu thì có thể là nó sẽ không có nhiều cái sự nuối tiếc. Hoặc cũng có thể khi mà mình bắt đầu những mối quan hệ, mình đừng có để cái chuyện ám ảnh trong quá khứ, trong gia đình của mình làm ảnh hưởng lên thì nó sẽ không hay. Dĩ nhiên lời khuyên của bạn ấy thì nó quá chính xác rồi, đó là mỗi người chúng ta phải tự tin. Và cả sự kiên trì nữa, tại vì không có một cái sự hồi phục nào mà nó đến rất là nhanh được. Và trong cái hành trình kiên trì đó thì mình phải có những cái hoạt động rất là cụ thể. Chúng ta cũng không thể ngồi im. Nhưng mà cái tình trạng của một cái người bị khó khăn tâm lý, bị chấn thương, đặc biệt là chấn thương tâm lý thời thơ bé, thì người ta thường không ý thức được rằng là người ta đang có vấn đề. Người ta rất là cần những cái người đồng hành. Ví dụ như em thì em chia sẻ là có cậu đồng hành, có người lớn, có nhà ngoại, có một ai đó họ xuất hiện và họ nhìn ra được vấn đề của mình và họ trở thành một người hỗ trợ. Thế thì đối với những bạn mà thực sự họ không có ai thiệt luôn á, thì em nghĩ rằng là có cái cách nào cho họ nữa không? Nếu như mà không có ai để bên cạnh thật sự hết á,
thì họ nên tìm một cái công việc nào đó hoặc cái niềm đam mê nào đó để mình theo đuổi. Giống như là có những bạn thì có thể giỏi về game hoặc là nhảy hoặc là gì đó, thì mình sẽ xả năng lượng mình vào những cái đó thì mình sẽ tự tin hơn. Còn nếu mà các bạn cứ ám ảnh trong cái quá khứ và sống trong nó thì sau này chính những cái ám ảnh đó làm cho con cái của mình sau này sẽ bị ám ảnh theo. Cảm ơn em. Thực ra thì nghe bạn ấy nói thì mình hình dung nó đơn giản, nhưng mà nó không có hề đơn giản như vậy đâu mọi người. Cái cơ chế ở đây là rất đúng nha. Bạn ấy chia sẻ một cái cơ chế rất là đúng, là khi mà chúng ta làm được một cái gì đó mà chúng ta giỏi nữa đó, thì nó chính là cái chất liệu để mình cảm thấy mình tự hào. Cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. Hai vợ chồng em là cái tánh giống nhau, bởi vì là tự lập, không muốn phiền tới ba mẹ. Bởi vì hai vợ chồng về cũng cái đầu tiên là rất là khó khăn. Và những tâm sự lần đầu được tiết lộ. Từ một người cũng thành đạt, có tiền, mình cũng thất bại. Thì lúc đó hai chồng không còn tiền mới đi thuê nhà. Thì nó có một cái góc nhỏ khoảng 7-8 mét vuông thì thôi. Tối mình về là mình thấy vợ mình. Thuận vợ, thuận chồng với chủ đề Vượt sóng của cặp đôi anh Châu Thanh Bằng, chị Hằng Phạm. Được phát sóng 10 giờ sáng thứ 3 hàng tuần trên kênh Jet TV Show. Em có muốn bật đèn không khi chúng ta chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện với nhau? Em không muốn, tại vì em cũng không muốn ba em hay là những người khác sẽ phải chịu câu chuyện này. Em chỉ muốn lan tỏa ra cái sự ít nhất từ thời điểm em 6 tuổi đến bây giờ em 20 mấy tuổi, em vẫn có thể ngồi đây và em tự tin nói chuyện với mọi người. Và khi em trải qua nó không phải là những câu chuyện đơn giản, thì những người khác có thể sẽ là một chút gì đó động lực để họ phát triển bản thân. Cảm ơn em. Sóng gió rồi nó cũng sẽ qua, nếu như mà chúng ta thực sự mạnh mẽ và chúng ta nỗ lực đi về phía trước. Nhưng nó sẽ qua không có nghĩa là nó qua một cách dễ dàng. 6 tuổi cho đến 20 mấy tuổi là một quãng đời rất là dài, và người ta phải trải qua rất là nhiều chuyện để cái sự nỗ lực đó thực ra nó cũng chỉ bù đắp để người ta sống một cách an ổn thôi. Và hãy hiểu rằng là cái sự đánh đổi đó nó không dễ mà vượt qua, bởi vì chúng ta có thể gục ngã trên cái hành trình đó. Với tư cách một người con trưởng thành lên trong tan vỡ, mình tin rằng là quý vị khán giả ngày hôm nay sẽ rộng đường dư luận. Chúng ta hay dùng cái từ rộng đường dư luận, thì đây, câu chuyện nó đã rộng rãi hơn rất là nhiều khi mà mấy chục số phát sóng chúng ta chỉ nghe câu chuyện của người vợ hoặc là người chồng. Thật sự với mọi người, cái điều ám ảnh của mình nhất nãy giờ vẫn là cái câu chuyện về việc các con bị bạo hành. Mình chưa bao giờ dám coi một cái clip nào hoặc một cái hình ảnh nào về việc trẻ bị bạo hành. Cho nên mình chỉ hy vọng rằng là tình thương mà chúng ta vốn đã rất hạn chế trong một cái cuộc tan vỡ rồi, thì với con mình hãy nhân lên điều đó, hãy hiểu về điều đó. Một câu chuyện không có giống cái câu chuyện nào từ lúc người thứ ba phát sóng hết. Không theo cấu trúc cũ, không theo format cũ, không theo lộ trình cũ. Nhưng mà nó có quá nhiều cảm xúc và nó có quá nhiều những cái bài học ở đây. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái sự lưu tâm đủ lớn để mình cũng có thể có được cái quyết định cho riêng mình trong những lúc cần thiết. Hoặc là mình cũng có thể chia sẻ được với một ai đó trong cuộc sống của mình, nếu như mà mình bắt gặp được cái sự tương đồng về hoàn cảnh như thế này. Cảm ơn mọi người đã luôn dành tình cảm cho người thứ ba. Và với chương trình ngày hôm nay thì tôi mới biết rằng là không chỉ có người vợ, người chồng, một cái người đau khổ trong hôn nhân mới tìm đến với chương trình. Cảm ơn tất cả những người có liên quan trong một cuộc hôn nhân đã đón nhận câu chuyện của chúng tôi và luôn ủng hộ chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình trong tuần này cũng đã hết rồi. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau và hẹn gặp lại nhau vào 20 giờ tối thứ ba tuần sau mọi người nha. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Quý khán giả đừng quên nhấn đăng ký kênh ZTV Show để đón xem những chương trình về hôn nhân và gia đình.